may quá. Của cô đây. Cô kiểm tra xem có mất mát gì không. Ôi may quá, không bị mất gì cả. Tôi chỉ sợ mất giấy tờ quan trọng thôi. Tôi cảm ơn anh nhá. Không có gì. Ôi, nhưng mà trên mặt của anh có vết thương kìa. Hay là bây giờ tôi đi mua thuốc để tôi bôi cho anh. Không cần đâu, chuyện nhỏ mà. Tên cướp đấy cũng mới ra nghề thôi. Tôi ra tôi xử lý phát là xong ngay. Đây chẳng qua là không may thôi. Anh vui tính thật đấy. Lại còn bảo tên cướp mới ra nghề nữa chứ. Mà này, tôi có thể mời anh uống cà phê được không? Xem như là tôi đền ơn cho anh. Tôi chết rồi. Phải thật sự xin lỗi cô. Tại vì bây giờ tôi có chuyện phải đi ngay. Thôi, có duyên gặp lại nhá. Nhưng mà anh ấy chạy vào công ty làm gì nhỉ? Hay là có người quen ở trong đấy? Nhưng mà đi gì mà nhanh thế? Nếu như cần tìm ai thì cứ bảo với tôi giúp cho mà. Cậu qua công ty này là cái gì thế? Hả? Thích đến lúc nào thì đến à? Dạ, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi có chút việc riêng thôi ạ. Có chút việc riêng ấy thì đừng có đến đây làm. Tôi ghét nhất là những kẻ viết lý do đấy. Dạ vâng, tôi hiểu ạ. Tôi xin hứa là tôi sẽ không có lần sau đâu ạ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mới có ngày đầu tiên đi làm đã gây ấn tượng không tốt rồi. Không hiểu cái phòng tuyển nhân sự làm việc như thế nào nữa. Dạ, họ vẫn tuyển theo đúng tiến trình ạ. Bởi vì tôi có bằng đại học cho nên là... Có bằng đại học là hay lắm à? Hả? Cậu có biết bên ngoài kia ấy, bao nhiêu thằng có bằng đại học đang về chăn bò kia không? Có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa? Tôi chưa, nhưng mà tôi sẽ vừa học vừa làm. Công ty trả tiền cho cậu để cậu vào đây vừa học vừa làm à? Công ty này là của bố cậu để lại à? À không, ý của tôi là tôi chỉ cần được làm việc thôi, còn làm ở vị trí nào cũng được ạ. À, được rồi. Nếu cậu đã có thành ý như thế thì tôi có vị trí này cho cậu đây. Công ty đang thiếu vị trí bảo vệ kiêm lái xe. Cậu có chịu không? Vâng vâng, tôi sẽ làm. Tôi nói trước, làm lái xe cho tôi ấy là cậu phải túc trực ở công ty 24/24. Bất kể khi nào tôi cần là cậu đều phải có mặt. Vâng vâng, tôi hiểu ạ. Còn một điều nữa, cậu phải lái xe cực kỳ an toàn. Tôi mà phật ý một cái là cậu bị đuổi việc luôn đấy. Dạ vâng ạ, anh cứ yên tâm, tôi không làm anh thất vọng đâu. Cậu nghèo đói đến mức việc gì cũng nhận luôn à? Thôi được rồi, cố gắng làm cho tốt, tôi sẽ lên lương cho cậu. Vâng ạ, tôi cảm ơn. Tôi đi ra ngoài đi. Dạ, xin phép ạ. Có bằng đại học kinh tế mà lại chấp nhận làm bảo vệ với lái xe, khó hiểu thật. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi cô nhé, cô có sao không? Chướng mắt thật đấy. Tôi không tới, cũng không tới. Tới lúc này làm gì? Anh này, anh là nhân viên mới của công ty này đúng không? Vâng, hôm nay tôi mới được nhận vào làm. Tôi là nhân viên lâu năm ở công ty này rồi. Sắp tới nếu mà có việc gì khó khăn thì cứ bảo tôi. Vâng, thế thì tốt quá. Xin lỗi đã làm phiền cô. Không có gì đâu, cùng là đồng nghiệp trong công ty với nhau mà. Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà, phải không? Vâng ạ, cảm ơn cô. Bắt tay lâu thế. Không có chuyện của mình thì câm miệng đi. Không ai bảo là cô bị câm đâu. Tôi cũng về một chút, tôi ra ngoài, lát tôi quay lại sau nhé. Vâng. Anh là nhân viên mới à? Vừa rồi anh tìm túi sách cho tôi có bị đến trễ không? Giám đốc có bảo gì anh không? Chuyện nhỏ ấy mà, không có vấn đề gì đâu. Tôi được giám đốc nhận vào làm rồi. Thật đấy á? Cô cũng làm ở đây à? Tôi làm việc ở đây. Thế thì bây giờ tôi và anh là đồng nghiệp của nhau rồi. Lan anh. Mong cô giúp đỡ. Tôi là Vina. Ok thôi. Bản kế hoạch lần này của em làm tốt lắm. Anh đang định cất nhắc em lên vị trí quản lý. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ là bản thân của mình vẫn chưa đủ tài năng để có thể ngồi lên vị trí đấy.
Em nghĩ anh nên nhường vị trí đó cho người khác ạ. Lần này anh, em lúc nào cũng khiêm tốn. Anh tự khắc có cách sắp xếp của anh. Em chờ tin vui nhá. Dạ vâng, thế thì em xin phép ra ngoài làm việc đấy ạ. À, anh hỏi này. Dạ. Trưa nay em rảnh không? Đi ăn với anh nhá. Anh biết một cửa hàng Nhật ngon lắm. Trưa nay thì không được rồi. Em có hẹn đi ăn với anh Vinam rồi ạ. Sao em lại đi ăn với nó? Nó là nhân viên mới mà. À, tại vì anh Vinam là nhân viên mới cho nên em muốn đi ăn để có thể trò chuyện, giúp anh ấy có thể hiểu về công việc của mình hơn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh bởi vì anh đã mời ạ. Anh thật không thể hiểu nổi em đấy Lan Anh ạ. Anh mời thì em từ chối, lại đi ăn với cả cái thằng nhân viên mời đấy. Nó chỉ là thằng bảo vệ thôi mà. Đối với em ấy, công việc nào thì nó cũng quan trọng như vậy. Với lại hôm nay em đi ăn với Vinam là cũng muốn cảm ơn anh ấy, bởi vì anh ấy đã giúp em khỏi vụ cướp đó. Em với cả thằng đấy có vẻ thân nhau nhỉ? Là nhân viên mới mà, cũng chẳng thân thiết gì. Chỉ là em thấy Vinam là người tốt cho nên muốn làm bạn bè với nhau thôi. Tốt gì cái thằng đấy chứ, chỉ là thằng bảo vệ thôi mà. Ờ, nhưng mà anh này, hình như là anh đang quan tâm hơi quá thì phải. Anh còn quản cả cái chuyện bạn bè của em à? Anh chỉ là cấp trên của em thôi mà. À không, thật ra thì anh lo cho em thôi. Anh chỉ muốn nhắc nhở em là đừng có tin người quá, cẩn thận mình bị lợi dụng đấy. Em cảm ơn anh bởi vì anh đã lo lắng như vậy. Em xin phép về phòng làm việc. Cũng may là mình nhanh trí tìm được lý do để không phải đi ăn cơm với hắn. Ai? Đang ăn cơm đấy à? Vâng. Đi lấy xe cho tôi, đang cần đi gấp. Vâng vâng, anh đợi tôi một lát. Anh làm cái gì vậy? Thêm cái này vào, ăn mới ngon. Ăn hết đi. Anh thấy mình có quá đáng không? Đây là cơm của tôi mua, tại sao anh lại dở trò như thế? Ăn hết cái hộp cơm này cho tao. Tôi là cấp dưới của anh, chứ không phải nô lệ. Mà anh thích làm gì thì làm, ít ra tôi cũng phải được tôn trọng chứ. Mày chỉ là một thằng bảo vệ quèn. Mày nghĩ mày được quyền tôn trọng á? Hả? Tao chưa cho mày liếm đế giày của tao ấy, thì đấy là may mắn của mày rồi đấy. Tôi không ngờ sếp lớn của một công ty lại có hành vi thô bỉ như vậy. Rồi một ngày anh sẽ phải trả giá thôi. Mày! Đừng quá đáng như thế. Tôi là nhân viên của anh, là bảo vệ chứ không phải nô lệ. Anh đừng cậy mình mà uy hiếp người khác. Anh hiểu chưa? Mày ngon lắm. Đợi tao! Này, dừng lại, dừng lại. Ui, ui, anh làm sao không? Anh điên hết người tôi đây này. Anh Cao, anh làm gì vậy? Anh không nhìn thấy anh Nam đang nằm ở đây à? Anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Không sao, chuyện nhỏ mà. Cảm ơn cô đã quan tâm. Chuyện nhỏ cái gì mà chuyện nhỏ. Bây giờ đi vào trong kia đi, để tôi còn thoa vết thương cho anh. Nhanh lên. Mặc dù chỉ là cháy nhẹ thôi, nhưng nếu không sát trùng cẩn thận ý, là có thể bị nhiễm trùng đấy. Lan Anh, đi mua đồ ăn chơi cho tôi đi. Địa chỉ đấy, đến đúng với quán rồi nhá. Không mua được thì đừng có về. Để tôi chở cô đi nhá. Đấy không phải là việc của mày.
đi xuống kho giao hàng đi. Nhưng mà đây là giờ trưa mà. Thế bây giờ có đi không? Thôi, tập trung mà làm đi. Tớ đi một mình cũng được. Chiều gặp nhé. Ok. Tú Linh ơi, cơm của cô này. Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Cô mua cơm cho tôi mà tận hơn một tiếng đồng hồ cô mới mua về nơi thì tôi ăn kiểu gì? Đúng là đồ vô dụng. Cô thông cảm cho tôi chứ. Cái chỗ mà cô bảo tôi đi mua cơm ấy, cách công ty hàng chục cây số. Đến bây giờ tôi mới có thể quay trở về công ty được. Lần sau nếu mà cô bảo tôi đi mua cơm thì cô tìm cái quán cơm nào gần đây thôi. Chứ đi xa xôi như thế, ngay cả đến giờ nghỉ trưa của tôi còn chưa được nghỉ ngơi nữa là... À, cô còn kể lể à? Sao không tự trách bản thân mình vô dụng ấy? Cô làm việc đi, tôi còn ra ngoài làm việc. Cô làm gì vậy? Cô dọn ngay cái phòng này cho tôi. Nếu mà không dọn sạch sẽ thì tí sẽ có tiệc hay cho cô xem đấy. Cô đang muốn chơi tôi phải không? Tôi không làm. Giỏi. Cô nên nhớ, tôi là thân tín của phó giám đốc. Chỉ cần tôi nói một câu ấy thì cô nghĩ là cô sẽ làm việc được ở công ty này à? Mà kể cả các công ty khác cũng không có cửa đâu. Cô... Sao? Giận à? Giận lắm đúng không? Làm gì được tôi nào? Cô quá đáng lắm. Tôi không hiểu sao là tôi và cô cùng là nhân viên trong công ty này mà lúc nào cô cũng phải ức hiếp tôi như vậy. Tôi làm gì sai? Cô chẳng làm gì sai cả. Chỉ có cái bộ mặt của cô ấy, tôi nhìn là tôi không thích thôi. Sẵn tiện ấy, tao nhắc cho mày nhớ, gần gũi người tao thích ấy thì không có kết quả tốt đâu. Cô đang dọa tôi đấy à? Cô cẩn thận không tôi kiện cô vì cái tội ức hiếp người khác đấy. Cô đừng tưởng là cô làm việc lâu năm trong công ty này là cô muốn làm gì làm. Mày dám à? Cái chuyện cô thích ai, đó là việc của cô. Và tôi không quan tâm, tôi không biết. Còn cái việc mà cô có giữ chân được họ hay không ấy, thì đấy là phụ thuộc vào cô. Là do cô không có năng lực thôi. Con khốn này. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi không muốn làm việc ở một cái nơi quỷ quái này nữa. Ở đây chẳng có ai có tình người cả. Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi nghĩ là anh cũng nên nghỉ việc đi. Ở đây ai cũng giống như nhau hết. Chẳng ai tôn trọng những người cấp dưới hết. Họ quá đáng lắm. Đừng sợ. Cố lên. Tôi sẽ bảo vệ cô mà. Nhưng mà tôi sợ lắm. À, hai người đang làm cái gì đây hả? Biết đây là công ty không? Đi giao hàng cho tôi đi. Tôi lại phải giao hàng đến đâu? Lần trước chỗ đó vừa xa, đường lại khó đi. Đến nơi tôi lại còn phải vác hàng nữa. Tôi là bảo vệ, là tài xế, chứ có phải người khuân vác đâu. Nếu mà vẫn chỗ đấy thì tôi không đi đâu. Yên tâm, lần này rất gần, hàng nhẹ, ok nhá. Ok, vậy thì tôi đi. Sao? Nhìn người mình thích gần gũi với thằng khác, khó chịu không? Cô cứ chờ kịch hay đi. Tôi đã cháo hàng giả rồi. Thằng Nam chỉ cần giao đến cho Linh Chi, đối tác của tôi, là sẽ có kịch để xem thôi. Ồ, ai mà không biết Linh Chi là giám đốc công ty vàng bạc đá quý, là người có máu mặt trên thương trường. Quả này đậu vào Linh Chi là tàn đời luôn đấy. Tôi đã cháo hàng, chỉ cần thằng Nam giao đến cho cái Linh Chi xong, nó đi khó mà về được. Nghe thì cũng thấy tội nghiệp đấy.
Nhưng mà đây là cái giá phải trả cho cái sự lạnh lùng với tôi. Linh Chi gọi. Nghe đi, chắc có kịch hay xem đấy. Alo, cô Linh Chi đấy à? Tôi Cao đây. Được rồi, tôi đến ngay. Mọi chuyện đúng như theo kế hoạch. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ Linh Chi. Cô có muốn đi không? Tất nhiên là muốn rồi. Tôi muốn xem vẻ mặt của Mina khó chịu đến mức nào. Bây giờ tôi ra xe trước, cô vào gọi Lan Anh đi cùng. Tôi muốn cho cái Lan Anh nhìn thấy cái cảnh mà người cô yêu bị hành hạ và sỉ nhục như thế nào. Cậu Cao, cậu giải thích như thế nào về việc cháo hàng lần này? Dạ, thưa chị, tôi thật sự không biết phải giải thích với chị chuyện này như thế nào. Chúng ta hợp tác với nhau đã lâu, chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Cậu đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Thì theo ý kiến của tôi đã kiểm tra rất kỹ mặt hàng trước khi chuyển cho chị. Cho nên có thể là trong lúc vận chuyển hàng có vấn đề đấy. Ý anh là nghi ngờ tôi à? Cậu là nhân viên nghèo, cho nên nhìn thấy của nổi lòng tham là chuyện bình thường. Tôi nghĩ là cậu nên nhận tội sớm đi. Thì chị Linh Chi đây sẽ khoan hồng cho cậu nhá. Tôi chưa hề động vào số hàng đó. Chỉ là anh đang chơi tôi mà thôi. Đàn ông, dám làm, dám nhận. Chứng cứ rõ ràng ràng như thế rồi mà cậu vẫn chối được. Tôi nể cậu thật đấy. Dám cuống cả hàng của công ty. Lòng tham vô đáy nhé. Cậu Cao, cậu cứ bình tĩnh. Hôm nay tôi gọi cậu qua đây là có cái này cho cậu xem. Gì đấy ạ? Chị Linh Chi ơi, mọi chuyện nó không phải như này đâu chị ạ. Cậu coi thường tôi quá rồi đúng không? Trong đoạn video này, chính cậu là người cháo hàng. Vậy mà cậu lại đổ lỗi cho Vina. Chắc cậu không biết Vina chính là em trai của tôi đúng không? Vina là em trai của chị Linh Chi ạ? Phải. Nó chính là đứa em trai duy nhất của tôi đấy. Nhưng mà chị ơi, sao em trai của chị lại đi làm nhân viên bảo vệ ạ? Chuyện này đúng là hoang đường thật đấy ạ. Bởi vì nó không phải là loại người thích khoa trương như các người. Tôi không muốn bị mọi người nói rằng ỷ thế và gia đình. Tôi muốn làm từ thấp rồi phấn đấu lên bằng thực lực của chính mình. Nhưng nhờ làm nhân viên quen, tôi mới biết được môi trường làm việc của các người như thế nào. Ỷ có chút địa vị mà không xem người khác ra gì cả. Tôi đã luôn cho người theo dõi Vina. Những lần Vina bị bắt nạt, tôi đều biết. Chắc bây giờ cũng đúng lúc để các người phải trả giá rồi đấy. Còn đây chính là video mà những lần cậu thụt cách công ty để phân chia cho cái Linh đều được người của tôi ghi lại. Giám đốc của cậu là chỗ tâm tình với tôi. Chỉ cần tôi nói một câu thôi thì chắc cậu và cái Linh đây sẽ phải vào tù mà ngồi bóc lịch đấy. Ôi, chị Linh ơi, cậu Nam, tôi xin các người cho tôi một cơ hội với. Tôi biết lỗi của tôi, mong mọi người tha lỗi cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ sửa đổi. Anh Nam, tôi hối hận rồi. Anh có thể xin chị Linh Chi lên tha lỗi cho tôi được không ạ? Hai người không cần phải xin xỏ nữa. Hai người phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Lan Anh, em nghỉ việc bên đấy đi. Về công ty chị anh làm. Ở bên này ấy, anh sẽ lo cho em và bảo vệ được cho em. Nhưng mà anh sẽ làm việc ở đây chứ? Đương nhiên rồi. Anh nghĩ rồi, làm việc ở đâu thì cũng thế thôi. Quan trọng là mình phải có nhiệt huyết, có cố gắng là được em ạ.